Đấy, nên nhớ rằng là gì ạ? À, cái khủng hoảng 1 nhỏ xíu 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 nó sẽ tạo ra cái khủng hoảng 2, cái khủng hoảng 2 có thể lại tạo ra cái khủng hoảng 3. Do chúng ta xử lý không đúng nguyên nhân của khủng hoảng 1 hoặc là cũng không đúng nguyên nhân của khủng hoảng 2, đúng không ạ? Cũng là do cái nguyên tắc Oxford và chọc máy rồi thì tìm ra những cái chân lý của cộng đồng mạng, đúng không ạ? Vâng, mà mình hay nói vui vui gọi là Oxford đấy ạ. Vâng, họ sẽ khai thác rất nhiều các mảng miếng, rất nhiều những cái mảng tối của thương hiệu, của sản phẩm và của thậm chí là của CEO của cái thương hiệu đó, được chưa ạ? Bước tiếp theo là chúng ta cần phải nhận định về những nguy cơ của khủng hoảng. Nguy cơ đây là có xảy ra hay là không xảy ra, và nếu xảy ra thì cái mức độ như thế nào, ở mức độ 1 đến mức độ 5, đúng không ạ? Và hậu quả là như thế nào? Hậu quả có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với gì? Pháp lý, danh dự, uy tín, doanh số, đại lý, vân vân và vân vân, đúng không ạ? Nếu không xảy ra thì như thế nào, đúng không ạ? Và chúng ta phải đưa ra quyết định là sẽ làm gì trong thời điểm mà chưa rõ ràng như thế này, chưa biết rõ là có khủng hoảng hay không xảy ra. Đó, chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta phải đưa ra quyết định trong thời điểm mà chúng ta chưa hề rõ ràng là chuyện đó có xảy ra hay không và mức độ trầm trọng của vụ việc như thế nào. Thì cái điều này rất là quan trọng nha, nó phụ thuộc vào nhạy cảm của CEO, của ban lãnh đạo, của đội ngũ xử lý khủng hoảng truyền thông, đúng không ạ? Nhưng mà lời khuyên của tôi là gì? Các anh chị luôn luôn có tinh thần cảnh giác, luôn luôn có tinh thần thận trọng và đánh giá vụ việc xa hơn chúng ta nghĩ, đúng không ạ? Nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ một bậc thì chúng ta sẽ an toàn hơn. Đấy, chúng ta cho rằng là mọi thứ đều có thể xảy ra nhanh nhất, tệ nhất trong thời gian ngắn nhất, bởi vì Internet và mạng xã hội có thể giết chết một thương hiệu trong vòng một vài ngày, có đúng không ạ? Tôi sẽ lấy một ví dụ như thế này ạ. Vâng, đây là một ví dụ có vẻ như là không liên quan lắm, nhưng mà tôi chợt nhớ ra. Thì hãng Starbucks Coffee, đúng không ạ? Họ phải đưa ra một quyết định là bây giờ cái giá cà phê nó đang tăng rất là nhanh. Đó, mà trong khi đó về mặt kinh doanh thì cà phê mua bây giờ 1 năm sau, 2 năm sau mới dùng đến. Nhưng lúc này giả định rằng là nếu giá cà phê tiếp tục tăng lên gấp 2 lần, gấp 3 lần so với giá hiện tại, nếu ban lãnh đạo không mua thì hậu quả sẽ là vô cùng nặng nề. Còn nếu mà ban lãnh đạo mua thời điểm này mà sau đó giá cà phê lại giảm xuống thì hậu quả cũng vẫn xảy ra nhưng sẽ ít hơn. Và lúc này ban lãnh đạo của Starbucks Coffee đã quyết định mua cà phê tại giá thời điểm hiện tại. Và thực tế sau này giá cà phê đã giảm xuống đôi chút, nhưng họ không ân hận, họ không thấy rằng là đó là một quyết định sai. Bởi vì chúng ta luôn phải ra quyết định trong những thời điểm chúng ta không biết chắc chắn về điều đó. Cho nên là tôi muốn nói là gì? Giả định rằng nếu như bạn không mua cà phê tại thời điểm đó mà giá cà phê tăng lên gấp 4 lần thì hậu quả của bạn vô cùng khủng khiếp. Nhưng nếu mà bạn mua cà phê tại thời điểm đó mà giá cà phê tăng lên 4 lần thì bạn sẽ được lợi 4 lần về giá cà phê so với đối thủ. Và ngược lại, nếu như bạn mua tại thời điểm đó mà giá cà phê lại đi xuống thì bạn chỉ bị thiệt hại gấp 2 lần thôi. Và cái gì cũng có ưu nhược điểm và chúng ta phải quản trị rủi ro là như vậy. Ok. Bước tiếp theo, bước số 5 đấy là chúng ta doanh nghiệp, cá nhân, CEO, ban lãnh đạo và những đội nhóm phải luôn luôn chuẩn bị tinh thần và công cụ, tiền bạc để trong tình trạng là sẵn sàng, đúng không ạ? Và nếu như chưa có đám cháy, cơn bão xảy ra thì hãy đảm bảo rằng là chúng ta có những cái trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy một cách đầy đủ, đúng không ạ? Sẵn sàng hoạt động chứ không phải đến lúc mà cháy rồi cầm cái bình xịt lên thì bình xịt hỏng, đúng không ạ? Người nhân viên thì lơ nga lơ gơ không biết xịt thế nào.